Diệp Trước nóng lòng muốn đi tắm sau khi trở về nhà, giấm được đổ lên cánh tay của cô chua lẻ, nó có mùi hơi tệ. Mẹ Diệp mỉm cười, vất vả rồi, con gái ngoan. Tắm rửa xong, Diệp Trước đi ra khỏi phòng vươn vai thoải mái quá, làn da của cô ấy rất trắng, gần khuỷu tay có một vết cắn rõ ràng. Tuy nhiên màu sắc rất nhẹ nhàng, nhưng vì làn da của cô ấy trắng nên nổi bật rất rõ ràng. Trước Trước, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt sắc bén của Diệp Thư lập tức nhìn thấy dị thường trên cánh tay Diệp Trước. Con đã có nó khi còn rất nhỏ, hình như là bị một đứa trẻ chơi cùng con cắn. Diệp Trước cũng có chút kinh ngạc về vết cắn này. Vì kiếp trước cô cũng có một vết cắn giống hệt ở khuỷu tay. Cô không ngờ rằng nguyên chủ cũng có nó, đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Diệp Sâm bưng đồ ăn ra nghe thấy thì tức giận, đứa nhỏ nhà ai lại không nghe lời như thế, nếu cậu ở đó chắc chắn sẽ đánh một trận, có đau không? Diệp Trước mỉm cười, lúc ấy có chút đau, hiện tại không đau nữa, con sớm quên rồi, không nhắc nữa, ăn cơm tối thôi. Một gia đình ba người ngồi cùng nhau ăn bữa tối đêm giao thừa. Oa, hôm nay đồ ăn ngon quá, tối nay Diệp Thư nấu rất nhiều món, trong đó có lẩu và các loại gà, vịt, cá. Diệp Sâm nâng ly đứng dậy, nào nào, Trước Trước, đây là năm mới đầu tiên Trước Trước về nhà, cũng là năm mới đầu tiên chúng ta có cuộc sống mới. Ước gì ngày tháng của chúng ta sẽ ngày càng thịnh vượng nhiều hơn, chúc mừng. Cạn ly, Diệp Trước và Diệp Thư cũng đứng dậy với chiếc cốc trên tay. Diệp Thư lấy ra một phong bì màu đỏ đưa cho Diệp Trước, Trước Trước, đây là tiền mừng tuổi của mẹ. Mẹ chúc con có tên trong danh sách vàng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau. Diệp Trước sửng sốt một chút, hai tay đón lấy phong bì màu đỏ, cảm ơn mẹ. Còn có cậu nữa, Diệp Sâm cũng đưa cho Diệp Trước một phong bao đỏ, cậu chúc cháu ngoại của cậu luôn ở tuổi 18, xinh đẹp như hoa, cảm ơn cậu. Diệp Trước không ngờ nhận được tiền lì xì lại vui đến thế. Cảm giác có gia đình thật tuyệt vời. Nhìn pháo hoa đang bắn ra ngoài cửa sổ, môi Diệp Trước nở nụ cười nhàn nhạt, ôi chao, có người đốt pháo hoa. Sau bữa tối đêm giao thừa, Diệp Trước và Diệp Thư ra ngoài đốt pháo hoa. Mẹ Diệp mỉm cười nói gần đây có khu vui chơi, gần đây luôn đốt pháo. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, cộng thêm tiếng pháo hoa, dường như đặc biệt náo nhiệt. Diệp Trước trước kia từng thông qua phi thuyền vũ trụ nhìn cảnh xa ngoài kia. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ ở trên trái đất nhìn ngắm pháo hoa trên trời, cô cảm thán đẹp quá, nhân gian thật đẹp. Pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời phác họa đường nét rõ ràng của Diệp Trước, cô nhanh chóng nhấc điện thoại lên và ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Diệp Trước gửi đoạn video mình đốt pháo hoa cho ba người, sau đó đưa cho họ lì xì và phong bao lì xì. Bởi vì cảm giác thật tuyệt khi nhận được tiền lì xì. Vì vậy, Diệp Trước muốn truyền lại niềm hạnh phúc này. Tại Sầm gia, Sầm Thiếu Khanh ở bên kia màn hình sửng sốt một lát. Anh nhận được bao lì xì màu đỏ kèm lời nhắn chúc mừng năm mới. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người gửi tin nhắn kể từ khi tham gia WeChat. Đây là lần đầu tiên có ai khác ngoài bố mẹ và gia đình tặng lì xì cho anh. Hơn nữa, thứ này còn là tiền may mắn. Anh ấy chưa bao giờ nhận được một cái nào kể từ khi anh ấy 18 tuổi. Sầm Thiếu Khanh cũng gửi phong bì đỏ chúc mừng năm mới và nói có đi có lại. Diệp Trước hơi cong khóe miệng, cảm ơn lão đại. Không cần khách sáo, Diệp tiểu thư đang làm gì vậy? Xem pháo hoa, Diệp Trước quay video gửi qua, anh ở Bắc Kinh sao? Đúng, sáng ngày kia về. Đi đường bình an. Cảm ơn. Sầm Thiếu Khanh sửng sốt, vì sao hắn lại báo cáo hành trình cho Diệp Trước? Lúc này có tiếng gọi cháu trai, bà Sầm chạy bịch bịch tới hớn hở rơi điện thoại lên khoe. Diệp tử của bà gửi lì xì cho bà, cháu có không? Sau khi cháu 18 tuổi thì không nhận lì xì nữa rồi nhỉ? Sầm Thiếu Khanh mỉm cười, cô ấy gửi cho cháu lâu rồi, bà thích lì xì sao? Vậy cháu cũng tặng bà một cái. Bà Sầm hừm một tiếng, ai cần lì xì của cháu, mặt thối như vậy, nhận rồi chắc chắn sẽ đen đủi. Mặt khác Lâm Trạch và những người bạn của anh đã đến địa điểm đã thống nhất để bắn pháo hoa. Mọi người đang đứng xem bắn pháo hoa, bên đó là khu vui chơi đi, bọn họ bắt đầu trò chuyện. Lý Văn hỏi Trạch ca, bây giờ xác định mẹ anh ở Vân Kinh, anh định làm sao? Nghe vậy, cậu bạn còn lại quay đầu nhìn Lâm Trạch, mấy ngày nay trường học có kỳ nghỉ, tôi định ở lại. Anh đi một mình à? Lâm Trạch gật đầu. Nhưng Vân Kinh lớn như vậy anh đi đâu tìm? Trong biển người rộng lớn, điều này không khác gì tìm cây kim trong đống cỏ khô. Lâm Trạch nói tiếp, tôi đã tìm kiếm từng chút một, phía dưới có 20 quận, trong đó có 10 quận thuộc trung tâm, dân số 31,26 triệu người, trong đó có 12 triệu người nước ngoài. Kể cả năm nay không tìm được thì năm sau tiếp tục tìm. Tôi có thể đợi đến năm sau. Hoặc năm sau nữa cho đến khi tìm được bà ấy mới thôi. Có lẽ không ai có thể hiểu được tâm lý của một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình. Tóm lại là trước khi tìm được mẹ, anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. Đồng thời ở nhà họ Mặc, tại bàn ăn Mặc Đại Băng nhìn Mặc Hữu Dung, nghi hoặc nói, Hữu Dung, bên phía Dương lão gia tử thế nào rồi? Ông ta thế nào cũng phải cảm ơn con chứ. Ông ta thậm chí còn chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng. Bây giờ chỉ đợi Dương lão gia tử đến cảm ơn. Ngay khi điều này được đề cập, Mặc Hữu Dung rất tức giận. Nếu không phải Diệp Trước xông vào cướp đi công lao thuộc về cô, liệu cô có kết cục như thế này không? Mặc Hữu Dung nói Dương lão tiên sinh có lẽ sẽ không tới nữa. Sắc mặt Mặc Đại Băng thay đổi. Tại sao? Mặc Hữu Dung tiếp tục nói việc này tạm thời không giải thích được, cha đừng hỏi. Cô thầm mắng đáng ghét, mỗi lần nhắm vào Diệp Trước đều không thuận lợi.
Nhìn thấy Mạc Hữu Dung như vậy, bà Mạc không nhịn được lên tiếng, con gái chắc có sắp xếp khác, ông đừng nháo. Đúng đúng, con gái chúng ta có bản lĩnh, họ hàng khác không biết ngưỡng mộ chúng ta như nào. Mạc Hữu Dung nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ đến họ hàng. Đúng rồi, mình có thể nói chuyện Diệp Thư mở nhà hàng cho ba mẹ Diệp Thư. Diệp trước không phải thích gây phiền phức cho cô sao? Vậy cô sẽ khiến Diệp trước bệnh chết. Một khi vướng vào những thân thích cực phẩm đó, cho dù Diệp trước có ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì được. Nghĩ như vậy, Mạc Hữu Dung nhếch lên khóe môi. Ngày hôm sau Lâm Sa Sa đến nhà Diệp trước từ rất sớm. Trước trước, chị đến đây. Diệp trước quay đầu chào mẹ Diệp để đi tới thư viện học cùng chị Sa Sa. Mẹ Diệp nhắc nhở hai đứa đi đường cẩn thận. Mẹ Diệp nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ khẽ mỉm cười. Sa Sa vậy mà cũng muốn học rồi, đúng là thay đổi lớn rồi. Một lát sau trong thư viện Sa Sa ôm đầu mình than vãn, a khó quá. Diệp trước ngẩng đầu động viên Lâm Sa Sa, em sẽ cùng chị học, không hiểu thì hỏi em nha. Sa Sa gật đầu, yên tâm, mặc dù chị ngốc nhưng rất cố gắng. Câu này giải như thế này, Diệp trước kiên nhẫn hướng dẫn cho Lâm Sa Sa tới 8 giờ tối. Trên đường đi về Lâm Sa Sa vươn vai thở phào, hoạt động não không nhẹ nhàng hơn hoạt động cơ thể. Diệp trước gật đầu, đó là đương nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, bên ngoài đường có rất nhiều tiểu thương bày bán. Lâm Sa Sa chỉ vào đám người cách đó không xa, cô hưng phấn nói bên đó rất đông. Diệp trước đá lồng nhíu mắt, chị muốn sao? Vậy em chơi cùng chị. Sa Sa kinh ngạc, có được không đó? Không vấn đề gì chứ. Diệp trước kéo Lâm Sa Sa lại khẽ mỉm cười, ông chủ, 10 viên. Được. Ông chủ lập tức đưa khẩu súng ra. Diệp trước nhận lấy nheo mắt ngắm bắn thẳng về phía trước, từng viên đạn lao ra nổ tung từng quả bóng trước mặt như nữ thần giải hoa. Lâm Sa Sa sửng sốt, hưng phấn nhảy dựng lên, trước trước, bắn trúng hết rồi, em giỏi quá. Cô gái này thật thú vị. Trong gần ấy năm làm kinh doanh, anh chưa từng thấy ai tự tin như vậy, giỏi quá, em gái này thật giỏi. Bang, bang, tiếng vỗ tay chói tai vang lên từ khắp nơi. Trong đám đông, một người đàn ông mặc áo gió đen nổi bật đứng từ xa nhìn. Anh ấy chỉ nhìn Diệp trước, đôi mắt đang xuyên thấu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ấy là kiểu người nào? Ai cũng đều nói Diệp trước ngu dốt, ngu xuẩn, vô dụng, phế vật và mù chữ, nhưng bây giờ xem ra những từ ngữ này hoàn toàn không phù hợp với cô. Lâm Sa Sa ôm quà vui mừng. Trước trước, em không nhìn thấy ánh mắt của ông chủ đâu, vừa rồi ông ấy còn lén hỏi chị em có phải thành viên của đội tuyển bắn súng quốc gia không. Diệp trước nhìn Lâm Sa Sa bên cạnh, vui sao? Sa Sa, chúng ta đi thôi. Được, rất vui, Lâm Sa Sa khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau đi về, bỗng có một bóng dáng lắc lư trước mặt họ. Cẩn thận. Lúc này, Diệp trước đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt. Vị tiên sinh này anh vẫn ôn chứ? Người đàn ông miễn cưỡng đứng yên, nhưng thân hình vẫn có chút không vững, quay đầu lại nhìn Diệp trước, anh nói cảm ơn. Cả hai đều choáng váng, Tống tiên sinh, Diệp tiểu thư, cả hai gần như đồng thanh. Lại gặp anh rồi, sắc mặt anh trắng quá, có phải hạ đường huyết không? Anh ta gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp trước từ trong túi móc ra viên kẹo đưa cho hắn, tôi có viên kẹo ở đây, anh Tống ăn xong sẽ ổn thôi. Cảm ơn Diệp tiểu thư, Tống Thời Ngộ nhận lấy kẹo. Diệp trước đáp không có gì, đúng lúc có kẹo vừa rồi thắng được. Tống Thời Ngộ chậm rãi bóc viên kẹo đưa vào miệng, vị ngọt béo lan tràn trên đầu lưỡi. Hắn thầm nghĩ mùi vị này, lúc đó hắn đã ăn. Tống Thời Ngộ đột nhiên ngước mắt nhìn Diệp trước, đôi mắt đen đầy mực, kẹo này cô mua ở đâu vậy, Diệp tiểu thư? Cái này sao? Diệp trước mỉm cười, kẹo sữa này mua ở siêu thị nào cũng có. Đúng lúc này, trợ lý vội vàng chạy tới, Tống tiên sinh, anh không sao chứ? Thấy có trợ lý tới, Diệp trước đưa tay chào, Tống tiên sinh chăm sóc bản thân cho tốt, tôi với bạn về nhà trước. Tống Thời Ngộ giọng nói vẫn có chút yếu ớt, hôm nay cảm ơn Diệp tiểu thư rất nhiều. Sau khi Diệp trước rời đi, khuôn mặt anh như bị phủ một lớp băng. Buổi chiều, Mạc Hữu Dung đúng giờ đến nhà hàng tìm cha mẹ Diệp Thư. Hữu Dung, Mạc tiểu thư tìm chúng ta có chuyện gì? Mạc Hữu Dung nghiêng người, như vô ý nói, cháu muốn cùng các người nói chuyện Diệp trước. Diệp Đại Phú thầm nghĩ, lẽ nào Mạc Hữu Dung muốn tính số chuyện bị bế nhầm? Ông mỉm cười và trả lời bằng giọng điệu điềm tĩnh, Mạc tiểu thư, năm đó cô bị bế nhầm chúng tôi không biết gì cả. Đào Thúy Phân, mẹ ruột của Diệp Thư cũng gật đầu, đúng, đều là vấn đề của Diệp Thư, nếu cô thấy ủy khuất thì đi tìm cô ta. Trong mắt bà hiện lên một tầng chán ghét, thầm nghĩ mình tạo nghiệp gì mà sinh ra đứa con gái như vậy. Mạc Hữu Dung bình tĩnh nói, ông Diệp, bà Diệp, thật ra cháu muốn đến chúc mừng các người. Mạc tiểu thư có ý gì? Hai người trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mạc Hữu Dung nói tiếp, dì Diệp Thư mấy tháng trước không phải mở nhà hàng sao? Bây giờ chuyện làm ăn ngày càng tốt, nghe nói kiếm được mấy tỷ, cả nhà cũng chuyển khỏi căn phòng tầng hầm. Lúc này không chỉ có Diệp Đại Phú trợn tròn mắt, ngay cả Đào Thúy Phân cũng cảm thấy khó tin. Cả đời họ còn chưa nhìn thấy số tiền lớn thế. Mạc Hữu Dung khẽ che miệng cười xấu xa, trước kia dì Diệp luôn đến chỗ hai người mượn tiền, sau này những ngày tháng cực khổ sẽ không còn nữa, trong lòng cháu vui cho dì Diệp và các người. Thấy sắc mặt hai người như vậy, cô ta giả vờ hoảng hốt, a hai người lẽ nào, không biết sao. Nghe vậy mẹ của Diệp Thư tức giận đến nhảy dựng lên đập bàn cái bốp, bà lớn tiếng mắng, con tiện nhân đó chỉ cần có quan hệ máu mủ, thì nó phải có nghĩa vụ phụng dưỡng.
Nghĩ rồi bà ta đứng dậy đi đến nhà đứa con gái bất hiếu kia. Mặc tiểu thư, chúng tôi còn có việc, đi trước. Mặc Hữu Dung khẽ thốt lên, a, đi vội vậy sao? Cô ta nhếch môi cười xấu xa, người Diệp Gia buồn nôn, đi nháo đi, tốt nhất là chó cắn chó. Sau khi cha mẹ Diệp Thư nghe được chuyện này, họ vô cùng phấn khích đều ngủ không ngon giấc. 7 giờ sáng hôm sau, cả nhà băng qua sương gió và đến khu dân cư nơi Diệp Thư sinh sống. Diệp Thư vừa ăn sáng xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Thư bước tới mở cửa. Cô hơi cau mày khi nhìn thấy người ngoài cửa, các người đến làm gì? Sao, tôi không thể đến nhà con gái à? Dù thế nào đi nữa, con là con gái ruột của mẹ. Dứt lời ba người tự tiện đi vào nhà. Ôi, chỗ này của cô trang trí không tồi. Đợi đã các người. Bà chị hai mắt phát sáng nhìn lên bàn, đây là nhãn hiệu nổi tiếng. Đó là tổ yến à? Tại sao tổ yến tốt như vậy lại đặt trên bàn? Hừm, Diệp Thư bây giờ đến số đồ này cũng mua được rồi, lại không biết mang chút cho người nhà. Diệp Thư khẽ cau mày, những tổ yến và thực phẩm bổ sung này đều là do Dương tiên sinh lần trước tới đây mang theo. Cô không biết bố mẹ đột ngột tới nên cũng không cất nó đi. Diệp Đại Phú ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Diệp Thư, rất lâu rồi chưa về nhà thăm cha và mẹ. Diệp Thư thắc mắc, nhưng không phải các người nói không muốn gặp tôi nữa sao? Chị gái đặt tay lên vai Diệp Thư an ủi, ba mẹ chỉ là mắng cô vài câu, là vì tốt cho cô. Cha mẹ luôn đúng, cô như vậy là quá sắt đá. Bà mẹ cũng vui mừng lên tiếng, ôi chao, tiểu thư có phải con gầy đi rồi đúng không? Sức khỏe con không tốt, có chuyện thì con bảo trước trước làm là được. Mẹ, con. Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Tôi nhớ lần trước mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ với mấy người rồi mà. Mọi người đều nhìn về phía cửa liền thấy Diệp trước cười nói, nếu thật sự nhớ mẹ tôi, tại sao khi gia đình chúng tôi sống dưới tầng hầm 18 năm liền, tại sao ông không đến gặp mẹ tôi một lần? Cuộc sống vừa mới khởi sắc chút thì các người lập tức đến, thứ các người nhờ mong là tiền của mẹ tôi mới đúng. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó Diệp Thư tới nhà bọn họ đã nhục nhã như thế nào. Chị gái của Diệp Thư hung tợn trừng mắt nhìn Diệp trước, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng nhiều chuyện. Diệp Đại Phú đập bàn đứng dậy, vô cùng tức giận, Diệp Thư là con gái tao, mày là cháu gái, tiền của mẹ con mày có khác gì tiền của chúng tao. Diệp Thư nhìn cha mẹ trước mặt không khỏi đỏ bừng mắt, con còn cho rằng các người đến thăm con. Diệp Thư mày thật ngốc, mấy chục năm trước kia mày không phải rõ rồi sao? Bao nhiêu tiền thì các người sẽ đi? Tha cho tôi, để tôi và trước trước sống ngày tháng bình yên đi. Diệp Thư hít sâu một hơi, cô biết nếu không đưa tiền thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Diệp trước hiểu tâm lý của Diệp Thư, nhưng đối với những người như cha mẹ Diệp gia, không có cách nào thỏa hiệp, không thể cho một xu nào. Bởi vì một khi đã bắt đầu thì sẽ có vô vàn rắc rối vô tận. Diệp trước chạy vù chắn ngang trước mặt, trong lòng có chút lo lắng, cô lớn tiếng nói, mẹ không thể đưa cho họ tiền. Mẹ ơi, mẹ không thể cho họ một xu. Đào Thúy Phân lập tức đứng dậy mắng Diệp trước, con khốn này. Câm miệng, bà ta đột nhiên nhảy dựng lên, con khốn này, con khốn. Đồ không có giáo dưỡng, cút qua một bên. Sau đó bà ta đẩy mạnh Diệp trước. Lần này Diệp trước không né tránh cũng không đánh trả, bị bà ngoại đẩy vào tường. Trước trước, Diệp Thư lao tới ôm lấy Diệp trước. Diệp trước kiểm soát sức mạnh của mình, không nhẹ cũng không nặng, chỉ đủ để khiến trán cô chảy máu. Sắc mặt của Diệp trước vốn đã tái nhợt, bất cứ vết thương nào cũng sẽ đặc biệt rõ ràng, lúc này trông càng thêm chấn động. Mẹ ơi, đau quá. Hu hu hu, Diệp trước ôm lấy Diệp Thư, phát huy bản lĩnh diễn kịch và bắt đầu rên rỉ. Không ai mong đợi cảnh tượng bất ngờ này. Trước trước, con chảy máu rồi. Diệp Song hung dữ trừng mắt nhìn Diệp trước, không phải chỉ cháy chút máu sao, cũng không phải chết người. Đào Thúy Phân cũng mắng đồ con hoang, mày cố ý, tao cũng không dùng nhiều sức. Diệp Thư nhịn không được gầm lên, con gái của tôi không phải con hoang, nó không phải con hoang. Ra khỏi đây, cút khỏi đây ngay, các người cút cho tôi. Diệp Đại Phú trợn mắt nhìn Diệp Thư, không có 5 tỷ chúng tao sẽ không rời đi. Ánh mắt bà mẹ cũng nổi lên toan tính, hoặc là bây giờ đưa nhà hàng của mày cho chúng tao. Nghe nói nhà hàng đó làm ăn không tồi. Người làm con như mày xuất đầu lộ diện tính là gì chứ? Diệp Thư có vẻ rất tức giận, hai hàng nước mắt uất ức lăn dài trên gò má. Diệp Thư đỡ Diệp trước ngồi xuống ghế sofa rồi lao vào phòng bếp. Bà mẹ hét lên, mày làm gì? Khi Diệp Thư bước ra, trên tay cô ấy có một con dao làm bếp. Diệp Đại Phúc và Đào Thúy Phân đều bị sốc, mày muốn làm gì? Ba người sắc mặt sợ hãi, tao nói cho mày biết, giết người là phạm pháp, chúng tao là cha mẹ của mày. Diệp Thư nhìn ba người trước mặt, các người không phải cha mẹ tôi, các người không xứng là cha mẹ tôi. Đã nói sinh mà không dưỡng, cắt tay để trả. Hôm nay tôi cắt ngón tay ở đây để thể trả lại ân tình này cho các người, sau này chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Diệp Thư giơ con dao lên và đâm nó xuống. Một đoạn ngón trỏ của Diệp Thư đã bị cắt đứt, không khí im lặng đến đáng sợ.